Đợt này mình về Việt Nam thì đúng dịp các bạn đang thi cấp 3 và thi đại học, và mình có cơ hội nhìn lại bản thân mình trong cái quá trình ngày xưa khi mà mình học cấp 3 này, lên đại học, đi du học Nhật và du học Úc. Và đây là 5 điều, 5 bài học mình ước bản thân mình đã biết sớm hơn để bản thân mình có thể tự tin, trưởng thành, hạnh phúc hơn trong quá trình này. Điều thứ nhất đó là điểm số không phải là tất cả. Mình biết các bậc phụ huynh sẽ có các ý kiến khác nhau, và kể cả là mẹ mình, khi mà mình đã lớn rồi thì mẹ mình vẫn luôn nhắc nhở đó là việc học rất là quan trọng và phải có bằng cấp nọ kia thì mới được trọng dụng và sau này khi ra đời mới đỡ vất vả. Tuy nhiên, khi còn đang trong hệ thống giáo dục, khi mà chúng mình đi học thì điểm số là thứ chính bản thân mình cũng nhận thấy, đó là bản thân mình phải rất là cố gắng chật vật với cái vấn đề này để theo đuổi nó. Khi mà thi lên cấp 3 và mình biết là mình không làm hết bài thi toán này, và mình biết là điểm tiếng Anh của mình sẽ không cao, mình cũng thấp thỏm lo lắng rất là nhiều. Mình cũng không biết là mình có đủ điểm để đỗ vào nguyện vọng mình mong muốn hay không. Tất nhiên tại thời điểm đó, vì cuộc sống mọi thứ đều xoay quanh trường học nên là mình đã có rất là nhiều suy nghĩ, kỳ vọng đặt lên cái môi trường mới và cuộc sống mới. Bài học ở đây đó là những cái điểm số năm 15, 18 tuổi đó, khi mà bạn học cấp 3 xong lên đại học ra đời thì nó còn có nhiều cái yếu tố quyết định hơn là chỉ mỗi là việc điểm số. Vậy nên bản thân mình và các bạn có thể nỗ lực học tập, rất là vui mừng nếu mà chúng ta đạt được những thứ hạng cao trong cái cuộc thi, nhưng mà chúng ta đừng khiến bản thân lệ thuộc vào những cái điểm số đó. Mình biết nhiều trường hợp thức khuya dậy sớm làm bài tập, làm bài về nhà để rồi nhận ra sức khỏe quan trọng hơn tất cả. Nhiều trường hợp con cái bị ảnh hưởng tinh thần trí tuệ bởi vì áp lực từ gia đình, bạn bè, thầy cô. Mình hiểu là trong giai đoạn này những đứa trẻ như chúng mình vẫn cần rất là nhiều sự dìu dắt, guidance từ phía gia đình. Ví dụ như là học thêm chỗ nào, cần bổ túc cái gì, định hướng nghề nghiệp sau này ra làm sao. Tuy nhiên điều quan trọng hơn tất cả đó là bạn phải hiểu là bạn giỏi ở đâu, định hướng của bản thân là gì, mong muốn của bản thân là gì, tương lai bạn muốn như thế nào, và từ đó mới góp ý điều chỉnh hướng đi tương lai cùng với gia đình để mà dành thời gian đạt được điểm số như ý tại những cái hạng mục mà bạn mong muốn được giỏi thêm đó. Với chính bản thân mình, vì quá quan trọng việc điểm số là phải điểm học bạ là phải đẹp này, cho nên là mình không tìm hiểu là xem môn học mình yêu thích là gì, môn gì mình còn yếu, cách học như thế nào cho từng môn học thì sẽ phù hợp với bản thân mình nhất, mà mình chỉ chăm học vẹt, và nhiều khi thi cử là cứ khoanh bừa làm cho nó xong và cố đạt điểm cao những cái môn mà mình biết là mình ok, và để cho nó bù lại những cái điểm bộ môn mình không giỏi lắm. Tất nhiên là khi mà còn đi học, điểm số cao sẽ giúp bạn và gia đình mở mày mở mặt hơn trong các cuộc họp phụ huynh hay là khi nhận bằng khen ở lớp, ở trường. Tuy nhiên nó không phải là cái thứ quyết định giá trị con người chúng mình. Đặc biệt khi mà bạn lên đại học ấy, bạn sẽ nhận ra là có rất nhiều điều chúng ta phải cân nhắc. Các bạn kem cứ tin mình đi, vì mình đã trải qua cái quãng đường mà các bạn đã và sẽ đi rồi. Chỉ một vài năm nữa thôi, thế giới quan của các bạn sẽ thay đổi. Mọi thứ, cái nhìn, mọi thứ nó cũng sẽ khác. Và điều cốt lõi mình muốn nhấn mạnh ở đây đó là đừng quá obsessed với điểm số, khiến cho cuộc sống của bạn, của bản thân, gia đình và mục đích sống, cảm xúc, sức khỏe, tư duy của bạn và các mối quan hệ bạn bè trong cái quá trình học đấy đều xoay quanh cái điểm số này, vì thực tế là nó không healthy một chút nào. Mình ngồi trong xe tắt nắng rồi nên là mình sẽ qua ban công ngồi để tiếp tục video này. Quay trở lại chuyện điểm số thì rất là ok thôi nếu như các bạn nỗ lực đạt điểm cao hoặc là giữ điểm học bạ toàn vẹn để sau đó đi xin học bổng vân vân. Nhưng mình khuyên là sau một thời gian, đặc biệt là khi các bạn tới một cột mốc thời gian khác, ví dụ như là năm lớp 11 đến lớp 12 lên đại học, tốt nghiệp đại học, thì mục tiêu của chúng ta sẽ thay đổi. Điểm số sẽ không phải đích đến cuối cùng nữa, và thi thoảng chúng ta cần phải nhìn lại, reassess tình hình, cuộc chơi của bản thân và hỏi bản thân hiện tại mục tiêu của chúng ta hướng tới là gì, để mà đạt được nó thì nên đi như thế nào, có cần thay đổi cách bạn tiếp cận vấn đề đó để tới đích sớm hơn hay không. Và quan trọng nhất là hãy xem xét bản thân là có đang enjoy cái quá trình cũng như là những cái thành quả bạn đạt được, dù là lớn hay nhỏ trên quãng đường đi đó, thay vì là cặm cụi đi theo một hướng nhất định, đó là đạt điểm cao nhất có thể, bởi vì đây là điều duy nhất mà từ trước đến nay bạn biết. Bởi vì cuộc đời của chúng mình không phải xoay quanh mãi các cái bài kiểm tra thi cử đâu. Mục thứ hai đó là trường học không phải là tất cả. Với mình, không học giỏi hay điểm học bạ không cao, không tham gia nhiều cuộc thi, không đạt được giải nọ giải kia, không có nghĩa là bạn stupid hay là sau này ra đời sẽ không làm được gì cho đời cả. Kể cả khi nhiều người trong chúng ta dành gần tới 20 năm cuộc đời gắn bó với các trường học, cấp bậc học khác nhau, có rất là nhiều thứ diễn ra con chúng ta trong quá trình mà chúng ta trưởng thành, bao gồm gia đình, các mối quan hệ bạn bè, khởi nghiệp, kinh doanh, thử thách trong cuộc đời vân vân và vân vân. Trường học chỉ là một trong những môi trường chúng ta góp mặt tại đó mà thôi. Và mình ước gì mình đã thấm nhuần được cái điều này khi mà mình còn trẻ, bởi vì với mình cái thời điểm đó ngoài trường học ra thì mình không tham gia bất kỳ điều gì khác, nên là nó như kiểu là a big deal, nó là cái identity của mình và cuộc sống của mình gắn liền với trường học. Mình lẽ ra phải hiểu được cách tách biệt giữa trường học với môi trường sống bên ngoài của mình để mà mình có thể bớt đau khổ suy nghĩ hơn nhiều. Tuy nhiên cái silver lining ở đây đối với mình đó là khoảng tầm
Cuối năm lớp 10 thì mình cũng nhận ra được cái điều này và mình cũng tự nhủ với bản thân đó là mình có thể làm được nhiều việc hơn nữa ngoài trường học. Và bạn nào mà đã nghe mình chia sẻ một xíu qua các cái video trước của mình về vấn đề mình đi du học ra làm sao, cách mình làm những cái điều ở trường khi mà mình còn học cấp 3 để mà có thể đạt được học bổng đi du học ra sao, thì bạn có thể hiểu điều mình muốn nhấn mạnh ở đây. Đó là trường học không phải tất cả, và kể cả bạn nghĩ là bạn muốn làm nhiều điều khác nữa nhưng mà trường học đã chiếm hết thời gian của bạn rồi thì thực sự là không phải như vậy nha. Mà chúng ta chỉ đang lười nhác kiếm cớ để không bắt tay vào làm những việc bạn nói bạn muốn làm mà thôi. Bản thân mình chưa bao giờ là học sinh xuất sắc hay được chọn vào đội tuyển nọ kia, đặc biệt là một người học ở lớp chọn trường chuyên như mình. Mình và toàn bộ các bạn ở trong lớp học của mình thì đều như là một cái cỗ máy lập trình, phải ganh như đua nhau để được chọn vào top đội tuyển đi thi. Mình hầu như không nhớ những gì mình đã học hồi đó. Khi mà có học thì cũng chỉ là dựa dẫm rất là nhiều ở trí nhớ ngắn hạn này, chỉ đủ để vượt qua các bài thi kiểm tra nhanh chóng thôi. Nhưng mà có một thứ mình nhận ra mình khá yêu thích thời điểm đó, đó là viết lách. Viết luận chưa bao giờ là điều khó nhằn với mình nhận ra là mình chỉ cần đặt bút lên là mình có thể viết được một cái gì đó. Và kết hợp với việc là mình học chuyên Anh thì mình dần dần mở rộng và học hỏi, đọc sách nghiên cứu để áp dụng những cái việc viết luận bằng tiếng Anh vào cuộc sống của mình. Mình khẳng định tiếng Anh của mình không giỏi, kể cả là học chuyên Anh, bởi vì mình vốn không có gốc. Mình đỗ được chuyên Anh là do điểm toán văn kéo lên và điểm chuyên của mình gọi là sát sàn sạt, may mắn mới được vào. Mình sẽ không phải là nguồn cảm hứng cho bạn nào đang tìm kiếm nhân vật kiểu như là chỉ cần nỗ lực cố gắng hết mình, chăm chỉ cày cuốc và được vào đội tuyển loại kia. Thì thực tế là mình đã hiểu từ sớm đây không phải là việc mình yêu thích và nó chưa bao giờ là mục tiêu của mình cả. Mục tiêu của mình là được đi du học, và mình hiểu là để nhận học bổng đi du học thì bạn không nhất thiết là phải đoạt giải quốc gia. Cộng thêm với một thực tế đó là mình không thích việc tới trường lắm, mà mình luôn tin là trường học không mang lại cho mình những cái bài học giá trị thực tế ngoài xã hội. Mình đã cố gắng nhìn ra ngoài phạm vi trường học đó và mình bắt đầu bằng việc là tìm kiếm cuộc thi viết luận online này, sign up tham gia, thắng một số cuộc thi lớn nhỏ, cảm thấy khá là vui. Mình cũng nhận nhiều email báo rằng là bạn không đi tới vòng tiếp theo, mà số lượng email từ chối thì là nhiều hơn số lượng chúc mừng rất là nhiều. Mình nhớ là mình từng đi tới một cái vòng cuối cùng của một cuộc thi lớn này tổ chức bởi Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Người chiến thắng sẽ được bay sang Mỹ một thời gian và tham dự một vài sự kiện chính trị cao cấp giữa hai nước, và mình nghĩ là mình sẽ mang cúp về nhà. Mình khá là tự tin bởi vì cái thời điểm đó thì mình cũng đã thắng một vài cuộc thi nhỏ trước đó rồi. Vào cái vòng phỏng vấn cuối cùng, mình được hỏi một câu là bạn có 60 giây để kể về một nhân vật nổi tiếng ở Việt Nam và lý do bạn chọn họ. Và mình lúc đó đúng kiểu ngậm bồ hòn, mình không thể nghĩ ra về cái gì. Và mình có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang bấm giờ trên bàn. Khi mà mình hoàn thành phần thi thì mình đi ra với rất là nhiều suy nghĩ, bởi vì mình nghĩ là chắc là mình cũng không đến nỗi đâu, mà tại sao mình lại không thể làm được cái điều đó. Thì trong lúc mà ngồi chờ, mình có vô tình nghe được một bạn nữ khác chia sẻ về cái hành trình của bạn ấy tới với cái cuộc thi này. Bạn ấy tới từ một vùng rất là xa xôi. Bạn ấy sắp xếp thời gian học tiếng Anh, đọc sách, rèn luyện từ 4 giờ sáng mỗi ngày, và chưa bao giờ vì bất kỳ một lý do nào mà bạn skip cái routine này. Và bạn ấy còn kể thêm rằng là bạn ấy xuất thân gia đình rất là nghèo, và đây là lần đầu tiên bạn tới thành phố lớn và mọi ngóc ngách đối với bạn ấy đều có cảm giác rất là đông đúc và thú vị, bởi vì lúc đó là mình đang ở trên Hà Nội. Bạn ấy tin rằng là tiếng Anh sẽ là chìa khóa thay đổi cuộc đời của bạn ấy, và là với niềm tin đó, bạn đã nỗ lực rất là nhiều để có thể tích lũy nâng cao trình độ về tiếng Anh mỗi ngày. Theo mình thấy thì tiếng Anh giờ khá là đại trà ở Việt Nam rồi. Mình có đọc tin là năm nay có hàng chục ngàn thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối bài thi tiếng Anh và 10. Và để đó mới thấy là bản thân mình có nỗ lực ở một cái phương diện, một cái khía cạnh skill nào đó một, thì ngoài kia sẽ có những người còn nỗ lực hơn mình 10, 100 lần. Nhưng mà mình không đắm chìm vào cái việc so sánh này để thấy bản thân là mình thất bại, thảm hại, mà nó như là kiểu một cái động lực thúc đẩy mình để mình có thể phát triển thêm những cái kỹ năng này, nếu như mà mình tin rằng những kỹ năng này trong tương lai nó sẽ quay trở lại và giúp đỡ cho cái hành trình cuộc đời mình như thế nào. Với cô bạn kia thì bạn ấy là người chiến thắng cuộc thi đó. Bạn ấy đã sang Mỹ sống, học tập và định cư. Tiếng Anh giúp bạn ấy có cơ hội đạt được ước mơ như vậy. Và việc viết luận bằng tiếng Anh chính là yếu tố lớn nhất giúp mình đi du học Úc thành công. Và giờ đang mình đang sống ở Úc, và thi thoảng thì mình nhớ nhà da diết. Mình tin là mỗi người có một khao khát ước mơ khác nhau. Không phải ai cũng muốn đi du học, cũng như không phải ai cũng muốn đỗ đạt vào những cái trường cấp 2, cấp 3 y như nhau hay là đại học y như nhau. Điều mình ước bản thân mình có thể thay đổi một chút về khía cạnh trường học này là mặc dù khi mà mình nhìn lại thì mình thấy là mình đôi phần cũng có một chút khác biệt rồi, nhưng mình ước là mình còn làm được nhiều điều hơn thế nữa, đó là học thêm nhiều kỹ năng khác nhau kể cả khi nó không nằm trong chương trình giảng dạy. Chúng mình đã có trong tay Internet này, và chúng ta có cả các thế hệ anh chị đã đi trước mình để mà chúng ta có thể học hỏi thêm những kiến thức bao gồm về tài chính, đầu tư, quản lý tiền bạc, đàm phán vân 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 vân. Tất nhiên là để soạn thảo ra một chương trình giáo dục hoàn hảo cho từng cấp bậc chưa bao giờ là điều đơn giản cho bất kỳ chính phủ và quốc gia nào. Vậy nên phần nhiều trẻ em được dạy những kiến thức chung để rồi khi mà chúng ta lên lớp 10, lớp 12 thì các bạn sẽ đưa ra quyết định sau này là muốn học đại học theo chuyên ngành gì.
cái này thì nó khá là phổ cập, dễ hiểu rồi ha. Trong video này thì mình không muốn undermine hệ thống giáo dục của quốc gia nào, và đặc biệt là với mình cũng từng đổi ngành học và trường học rất là nhiều. Mình cũng thừa nhận là mình không phải là người quá là thích học tại trường, nhưng mà vẫn có những mục mình ước là mình biết tới sớm hơn, hoặc là có một chút kiến thức hiểu biết cơ bản sớm hơn, thay vì chỉ là học vẹt những cấp 3, những cái môn đại trà trên trường, tổng hợp ở trên trường để mà có thể pass các kỳ thi. Mình hy vọng ngay tới đây thì bạn sẽ hiểu được rằng là trường học không phải là tất cả, và bạn không nhất nhất 1000% phải chịu đi theo con đường mà nhà trường, hệ thống giáo dục, các cái cuốn sách giáo khoa đưa ra. Nếu bạn thấy hứng thú hay muốn explore điều gì mà trường không dạy thì bạn có trăm cách khác nhau để bạn có thể học hỏi được điều đó. Quan trọng là bạn biết mình muốn gì và cần phải phấn đấu ra sao, thay đổi tư tưởng đầu óc như thế nào để đạt được những cái mục tiêu của bản thân. Mình tin rằng những cái lớp học kỹ năng mềm bên ngoài, online, offline, như là giao tiếp này, body language, một chút về tâm lý học, một chút về tài chính đầu tư, quản lý tài chính cá nhân, biết luận giao tiếp, viết email, hay bạn nào thích kiểu lập trình, quay phim, edit video vân vân, thì đều là những cái điều mình ước bản thân có thể tiếp cận sớm hơn. Và đối với những người mà ghét trường học vì đơn giản là bạn không thích, như mình, bạn không tin vào hệ thống giáo dục và luôn tìm ra lý lẽ để không cần làm bài về nhà, hay là không đọc sách, không học thêm bên ngoài và không cố gắng tìm hiểu những cái kỹ năng của bản thân mong muốn, thì xin lỗi bạn nha, bạn không thể thoát khỏi trường học đâu, ít nhất là sau vài năm nữa. Nếu như bạn không đồng tình với phương pháp giáo dục hay là nội dung học không khiến bạn cảm thấy thú vị hay là hữu ích, thì bạn cần hiểu rằng thứ nhất, đây là những gì mà bạn sẽ phải trải qua dù là bạn có thích hay không. Thứ hai là bạn luôn có thể sắp xếp thời gian cho những điều mà bạn cho là thực sự quan trọng với mình. Bạn có thể không cần nhiều thời gian trong ngày sau khi mà trừ tất cả các cái thời gian ở lớp học chính, học thêm, nhưng mà hãy tìm hiểu xem là bạn đang thiếu thứ gì, bạn giỏi điều gì, bạn đam mê điều gì, và cuối cùng là mỗi ngày dù chỉ 5 phút thôi, hãy tìm hiểu thêm về điều đó từ những cái nguồn mà bạn có thể. Đó có thể là sách mượn từ bạn bè, người thân, giáo viên, thư viện này, bạn có thể nghiên cứu thêm trên mạng, vân 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 vân. Nó sẽ trở nên rất đáng giá về lâu về dài. Chỉ cần 5 phút nghỉ giải lao giữa các tiết học này, 1 tiếng sau khi mà ăn tối xong, 10 phút sau khi bạn làm bài tập về nhà xong, bạn luôn có thể sắp xếp thời gian rảnh, chỉ trừ phi sau này khi mà bạn có gia đình, bạn phải đi làm việc, cái cơm áo gạo tiền nó đè lên vai bạn, thì maybe bạn cũng có thể nghĩ rằng à, một ngày mình không có đủ thời gian. Chứ bình thường bây giờ mình còn đang học cấp 2, cấp 3 đại học, đừng ngụy biện sự lười biếng của bản thân bằng câu đó là mình không có đủ thời gian. Đừng chỉ đổ lỗi cho hệ thống giáo dục hay là cái trò chơi này nó không dành cho mình. Hãy cố gắng tận dụng vị trí của bạn, hãy tận dụng cái thời gian bạn có và rèn luyện kỹ năng bạn thích. Bạn có tất cả thời gian trên thế giới này, vì vậy hãy tận dụng điều đó. Với mình thời điểm đó đó là viết luận. Với một số người bạn bè của mình thì đó là ca hát này, học về nhạc rap, học nhảy, tập nhảy. Một số bạn khác thì yêu thích lịch sử, sinh học. Một số người thì đã được gia đình định sẵn từ nhỏ là sẽ trở thành bác sĩ, luật sư. Cho nên là các bạn ấy có những cái môn mà các bạn ấy muốn push bản thân mình nhất định. Cái kỹ năng, cái điều mà bạn muốn là gì, hãy dành thời gian của bạn để mà tìm hiểu điều đó. Điều này cũng đưa mình tới bài học tiếp theo mà mình muốn bản thân mình đã hiểu được sớm hơn, đó là dù trước đây mình đã chọn học chuyên ngành gì, học lớp chuyên trường chọn gì, thì mình luôn có quyền được thay đổi quyết định đó. Mình tin đây là vấn đề muôn thuở được nhắc tới, và với mỗi người thì cái độ đơn giản khó khăn để mà có thể đưa ra quyết định thay đổi sẽ hoàn toàn khác nhau, phụ thuộc vào rất là nhiều yếu tố khác nhau, ví dụ như là môi trường sống này, cái môi trường bạn lớn lên này, mối quan hệ với gia đình xoay quanh sự thay đổi là như thế nào. Lấy ví dụ là mình có một vài người bạn học y ở bên Úc, họ đã được gia đình định hướng sẵn từ nhỏ là lớn lên sẽ học ngành y, và giờ dù đã 27 tuổi họ vẫn vừa học lên cao hơn và vừa đi làm thêm. Điểm chung khi mà mình dành thời gian nói chuyện với những người bạn này đó là họ thực sự không thích công việc này cho lắm, và mọi thứ từ cái đãi ngộ cho tới môi trường, lương bổng làm việc thì đều xoay quanh một cụm từ duy nhất, đó là. Nhưng mà vì đã tiêu hao quá nhiều thời gian, công sức, chi phí vào cái journey này, hay người ta còn gọi là sunk cost, nên là họ không thể dứt áo ra đi mà phải cứ tiếp tục đi mãi cho tới khi mà họ không thể nào đi theo nữa nổi thì thôi. Thì đây là những cái ví dụ khá là extreme, bởi vì những người học y, học luật để mà có thể chọn từ bỏ sự nghiệp theo đuổi một cái đam mê khác, nó sẽ có rất là nhiều yếu tố khiến họ phải băn khoăn chăn trở. Với mình có một điều mình nhận ra là đặc quyền riêng của bản thân, đó là tới một thời điểm nhất định mình luôn cảm nhận được rằng là bản thân mình đang không hạnh phúc này, hay là đang bị căng thẳng áp lực, và mình có thể đưa ra quyết định ngưng làm những cái việc khiến bản thân mình rơi vào tình trạng đó, cho dù việc đó có thể là từ bỏ học bổng Nhật về Việt Nam rồi xin học bổng sang Úc, đổi trường khi mà mình còn đang học ở Úc. Thì để đưa ra những quyết định này, không chỉ bản thân mình phải kiên quyết đặt hạnh phúc và tâm tình của bản thân mình lên hàng đầu, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như là gia đình, tài chính, quan điểm sống vân vân. Mình sẽ không đi quá sâu ở đây, nhưng mà bạn nắm được concept ha. Đó là lý do vì sao mình nói bản thân mình có đặc quyền có thể làm được những điều này, có thể thay đổi những cái việc mà mình đã quyết định ở ngày xưa.
bài học mình muốn bản thân của năm 15, 18 tuổi kia, cũng như nếu như bạn đang ở cái độ tuổi này, thì mình muốn chúng mình đừng quá ràng buộc trong cái khuôn khổ mà vô tình bản thân hay là gia đình đã đặt chúng ta vào đó, đã vạch sẵn cho chúng mình và đừng nghĩ là bạn không thể thay đổi điều này. Từ điều này mình cũng có một chia sẻ thêm, đó là mình ước gì bản thân đã chia sẻ nhiều hơn với gia đình, đặc biệt là với mẹ mình. Mẹ mình rất là yêu thương mình và luôn ủng hộ các quyết định hay là ước mơ của mình. Đó là điều khiến mình cảm thấy rất biết ơn mẹ, bởi vì mình biết rằng là không phải 100% ai cũng nhận được cái sự ủng hộ tình cảm này. Mình ước khi còn bé mình đã nghe lời mẹ nhiều hơn và chia sẻ hơn nhiều hơn nữa những cái điều xảy ra xung quanh mình để mà mình có thể đưa ra quyết định và lựa chọn đúng đắn hơn, hoặc đơn giản chỉ là để gia đình cùng nhau phát triển, có nhiều kỷ niệm chung và có định hướng và con đường tốt nhất cho tương lai, cho dù là chuyện trường lớp, chuyện tình cảm, chuyện bạn bè. Chuyện là hồi học cấp 3 mình có tham gia một cuộc thi viết luận tổ chức bởi một trường đại học khá là lớn ở bên Úc. Giải nhất thì là sẽ được tặng một suất vé tham gia trại hè của trường. Tuy nhiên sau khi mình nhận giải được xong thì mẹ mình có báo với mình là có hai cô giáo ở trong ban đoàn trường nói là nếu như mình muốn nhận cái giải thưởng này và đi cái chuyến đi này thì gia đình mình phải đóng một số tiền là khoảng tầm 50 triệu. Thực tế ra 50 triệu với mình tại thời điểm đó khi mà còn học cấp 3 thì nó là một số tiền rất là lớn. Và mình đã mặc dù khá là buồn bởi vì có vẻ như là cơ hội này chưa tới được với tay mình rồi, nhưng mà mình khá là hiểu chuyện, mình có nói với mẹ là nếu như phải đóng số tiền này thì con không muốn đi nữa. Và câu chuyện mình nghĩ là nó đã dừng ở đấy rồi, cũng không có investigate gì thêm. Bởi vì thực tế khi mà còn ngồi trên ghế nhà trường mình khá là thụ động, kiểu thầy cô có nói như thế nào, đặt đâu thì mình sẽ nghe đấy, kiểu như là con ngoan trò giỏi ấy. Tuy nhiên điều mà mình không biết đó là sau lưng mình thì mẹ mình đã đi vay một vài nơi để mà có thể đóng đủ cái số tiền cho hai cô giáo này. Bởi vì mẹ mình khi mà nhìn thấy những cái cơ hội có thể phát triển bản thân cho con cái thì mẹ mình kiên quyết là phải dành cho con đi. Tuy nhiên sau đó thì đại diện trường của event đó có vẻ Hải Phòng trao giải, và khi mà nói chuyện với họ mình confirm là không phát sinh thêm chi phí gì đâu. Sau cùng thì hai cô giáo đó cũng trả lại cái số tiền mà họ ăn chặn trả lại cho mẹ mình. Bài học ở đây, kể cả khi mà chúng ta còn đang đi học và quyết định làm cái điều gì, ví dụ như là bạn quyết định tham gia cuộc thi ABC thì cái nội dung như thế nào, cái quy luật của nó ra làm sao, giải thưởng terms and conditions như thế nào thì bạn phải nắm rõ được để không bị dễ dàng dắt mũi. Thứ hai đó là chúng ta nên chân thật chia sẻ với gia đình ở mọi góc cạnh. Tin mình đi, không ai có thể sánh bằng máu một ruột già, và gia đình sẽ yêu thương và khuyên nhủ chúng ta thật lòng, kể cả đó là những cái điều mà bạn cảm thấy ngại hay xấu hổ như là chuyện nam nữ, chuyện tài chính, những cái chuyện mà bạn không hiểu. Bởi vì bố mẹ đã đi trước ít nhiều thì họ cũng có thể dìu dắt định hướng cho chúng mình. Đừng nghĩ là bạn phải ôm tất cả trong lòng và phải tự giải quyết. Mình thấy là trong thời đại ngày nay thì generational gap, kiểu như là khoảng cách giữa các cái thế hệ, giữa phụ huynh và học sinh, nó không còn quá là xa xôi nữa rồi. Bố mẹ bây giờ cũng có thể giúp đỡ, hỗ trợ con cái rất là nhiều việc trong định hướng nghề nghiệp hay là định hướng ngành học và chuyện tình cảm nữa. Khi lên lớp 10 thì mình có nhen nhóm ý định đi du học và bắt đầu có chia sẻ về định hướng tương lai này với mẹ. Mình tin là những bạn nào đã và đang đi du học rồi cũng sẽ hiểu nhiều hơn, và bạn nào mà còn muốn tìm hiểu thêm nữa về những cái vấn đề cần phải chuẩn bị cho du học thì các bạn có thể xem qua các video trước hoặc là nhắn tin cho mình trực tiếp qua những cái trang mạng social mình để list ở dưới đây nha. Điều tiếp theo mình muốn bản thân đã làm nhiều hơn nữa trong quá khứ, và đặc biệt là với những bạn nào mà đang chuẩn bị vào cấp 3 hay là chuẩn bị lên đại học, đó là thích là phải nhích ngay, phải nắm bắt cơ hội trước mắt kể cả khi bạn cảm thấy mình chưa thực sự sẵn sàng 100%. Mình làm được điều này khoảng tầm 70-80% trong quá khứ khi mà mình còn đi học, và 100% khi mà mình bắt đầu đi làm. Và cái điều này thực sự là một điều cực kỳ quan trọng. Đừng nghĩ là vì bạn chưa đủ kỹ năng, kinh nghiệm trong một vị trí, công việc, cơ hội nào đó, trong một cuộc thi, trong lớp học, trong bất kỳ một cái môi trường nào mà bạn cảm thấy là lo lắng sẽ bị từ chối, cho nên là bạn tự nói với bản thân là đừng tham gia cho nó đỡ mất mặt. Điều này sẽ thực sự là một sai lầm, bởi vì bạn sẽ không thể biết được là bạn có thành công hay không, bạn có đi được đến cuối con đường hay không. Và ngoài ra còn quan trọng hơn tất cả đó là bạn không bao giờ có thể biết được những cái điều, những kỹ năng, bài học mà bạn có thể học được trong quá trình mà bạn chấp nhận cái thử thách, chấp nhận cái cơ hội đó. Và nó có thể đem lại cho bạn những cái kinh nghiệm sống và kỹ năng mới gì, và nó sẽ trở nên hữu ích cho bạn như thế nào trong cái quá trình bạn trưởng thành sau này. Cơ hội khi mà còn đang học cấp 3, đại học thực sự rất là nhiều. Hiểu đơn giản đó là những con đường dẫn đến tiềm năng khác mà chúng ta chưa bao giờ thực sự khám phá ở bản thân. Và những điều này chỉ có thể được nhìn nhận sau khi mà bạn đã chấp nhận rời xa khỏi vùng an toàn của mình. Cơ hội có thể đến từ nhiều điều khác nhau. Nó có thể đến từ những cái việc mà bạn đang xung phong tham gia này, dù là chỉ là contribute hay là lead của một cái sự kiện nào đó, tổ chức cái event offline, online nọ kia, tham gia cuộc thi online, offline, tham gia startup, đi tình nguyện, vân vân. Cũng có thể chỉ đơn giản là chuyển đến sống ở một cái thành phố mới này, xây dựng một mối quan hệ mới, tham gia những cái networking event. Và
trải nghiệm cuộc sống từ những góc nhìn khác nhau. Hãy hình dung những cái cơ hội này đều có tác động tiềm năng, có ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống của bạn. Ví dụ như là khi bạn tham gia tình nguyện này và một chương trình nào đó thì nó có thể giúp bạn mở rộng mạng lưới mối quan hệ của bạn. Sự lo lắng khi mình làm một điều gì đó có ý nghĩa rất là lớn đối với mình, chẳng qua nó chỉ là như kiểu là trong thâm tâm của mình biết đây là một cơ hội rất là thú vị để có thể thể hiện bản thân và có thể đạt được điều gì đó, thì bản thân mình sẽ cảm thấy rất là tuyệt vời. Không thể phủ nhận những cái người thành công nắm bắt những cơ hội đó không phải là vì họ may mắn đâu, mà là họ đã dành rất là nhiều thời gian từ trước đến nay để rèn luyện, nỗ lực những cái kỹ năng cần thiết để mà khi một cái cơ hội nào đó nó đến thì họ có thể nắm bắt ngay lập tức. Sau video này, mình thực sự hy vọng là các bạn sẽ luôn cởi mở với những trải nghiệm mới và hãy luôn duy trì những tư duy tò mò nếu như bạn thấy bản thân mình chưa thực sự có quá nhiều kinh nghiệm để mà tham gia event hay là bất kỳ chuyện gì, nhưng mà bạn rất hứng thú với nó, thì hãy dành thời gian vừa tham gia, vừa nỗ lực tìm hiểu, khám phá bản thân và nâng cao năng lực của bản thân trong cái lĩnh vực hay là cuộc chơi đó. Bởi vì mình tin là kết quả dù như thế nào thì bạn vẫn sẽ là người chiến thắng, bởi vì bạn đã học được rất là nhiều điều trong quá trình đó. Và hãy nhớ rằng là cơ hội thì không phải lúc nào nó cũng liên quan tới việc phát triển cái việc học hay là công việc của bạn đâu, mà nó cũng có thể chỉ đơn giản là một sự phát triển của cá nhân bản thân bạn và đưa bạn đến gần hơn một giấc mơ của bạn. Điều tiếp theo mà mình nghĩ cũng là điều cuối cùng ở trong video này mình muốn chia sẻ, vì mình thấy là video cũng khá là dài rồi đó. Nếu như bạn không có quá nhiều bạn bè thì cũng không sao cả. Nếu như bạn không cảm thấy mình thuộc về một hội nhóm bạn bè nào đó thì cũng không thành vấn đề. Bạn nên học cách làm mọi điều một mình và hãy chấp nhận rằng điều này là ok. Là con người thì chúng ta ai cũng có nhu cầu thuộc về một cái group nào đó. Nó bắt nguồn từ thời tổ tiên của chúng mình đi săn bắt tìm thức ăn theo nhóm và sống theo bầy đàn để mà có thể bảo vệ lẫn nhau và sinh tồn cùng nhau. Thì hàng chục ngàn năm tiến hóa đã biến chúng ta thành những cái sinh vật xã hội có nhu cầu được belong in a group. Khi còn đi học, chúng mình bị giới hạn về nhóm bạn nào ta có thể tham gia này. Mình cũng từng tham gia một vài nhóm bạn nữ, nhóm nhảy, câu lạc bộ tiếng Anh vân vân. Và dù là lý do là gì thì chăng nữa thì mình tin là sẽ một vài bạn khi mà nghe cái điều mình chia sẻ này sẽ thấy bản thân mình rơi vào trong số đó. Ví dụ như là một lần bạn không hiểu được trò đùa của ai đó trong nhóm và bạn trở thành trò đùa của cái khoảnh khắc đó, khi bạn nêu lên quan điểm của bản thân mình nhưng mà lại không được tôn trọng và bị cười nhạo, chế giễu. Mọi người cười vào những khoảnh khắc này nhưng mà bạn thì sẽ lùi lại phía sau và bạn cảm thấy là bạn không còn thuộc về cái hội nhóm đó nữa. Ok, một lần nữa mình phải nhắc lại đó là trường học là một cái xã hội nhỏ rất là khép kín. Bạn có thể có rất nhiều sự lựa chọn và bạn cũng có thể chẳng có cái sự lựa chọn nào cả. Tại thời điểm đi học, sau một thời gian thì mình cũng chấp nhận là mình không phù hợp với việc thuộc về một nhóm bạn bất kỳ nào. Và dần dần mình cũng tự nhủ với bản thân là mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Mình cũng không cần có bạn bè, mình chỉ cần tập trung vào việc học này, tập trung làm những cái điều mà mình cần để mà dần dần mình đi tới được cái đích đến cuối cùng là được đi du học là ok rồi. Và mình có thể là maybe gặp gỡ những cái người bạn tốt hơn, có cùng tần số với mình hơn sau này. Vậy nên là nếu thời điểm này hoặc là vô tình một lúc nào đó bạn nhận ra là hình như xung quanh mình không có mấy người bạn tốt và bạn cảm thấy buồn và cô đơn, thì tin mình đi, những người đó không phải là bạn. Và it's a good thing là họ thể hiện cho bạn biết để mà bạn tránh họ ra. Trong tương lai bạn sẽ còn vô số các cơ hội gặp gỡ nhiều người bạn khác nhau và bạn có quyền lựa chọn ai sẽ là người bạn cho tiếp cận vào cuộc đời của bạn. Bạn luôn là người làm chủ cuộc chơi cuộc đời bạn. Vậy nên nếu như mà không có người bên cạnh bạn mà bạn muốn đi uống trà sữa, cà phê, muốn lên thư viện học bài, muốn đi công viên, muốn tự chụp ảnh tự sướng vân vân, bạn hoàn toàn có thể làm được điều này một mình mà bạn không cần chờ đợi hay là phụ thuộc vào ai khác. Và nếu như bạn muốn rủ người khác để có thể cùng nhau tạo nên những cái kỷ niệm đẹp thì đấy là cái điều mà bạn và người kia phải nhận ra và thấy là appreciate cái điều, cái cơ hội này. Nhưng mà cũng đừng vì không có việc, không có người muốn đi cùng bạn mà bạn đánh đổi bỏ qua cái việc tạo kỷ niệm đó, bởi vì việc ở một mình không đồng nghĩa với việc là bạn sẽ cảm thấy cô đơn. Thực ra thì khi mà nói về tình bạn và các mối quan hệ bạn bè, bản thân mình luôn hiểu các cái mối quan hệ bạn bè rất là quan trọng. Vì kể cả khi còn đang đi học thì bạn bè cũng có thể là những cái người đồng hành giúp chúng ta cùng học, cùng giảng bài, cùng là đôi bạn cùng tiến. Mà sau này khi mà ra ngoài xã hội thì những cái mối quan hệ này tất nhiên là cũng phải phát sinh từ bạn nữa. Nghĩa là bạn cũng phải là một người bạn chơi tốt như thế nào thì mối quan hệ đấy nó mới bền vững và cộng hưởng. Tất nhiên là những cái điều này thì tại thời điểm hiện tại bạn sẽ không thể nào biết được là
từ cái việc chọn bạn mà chơi và chơi như thế nào thì điều đấy mình sẽ nói thêm ở cái video khác. Vậy nên là bạn nào mà chưa theo dõi mình thì hãy nhấn nút theo dõi nha. Mình cũng luôn chia sẻ thẳng thắn đó là từ trước đến nay mình cũng không có nhiều bạn, số bạn thân của mình chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay được thôi, nhưng mà họ là những cái người bạn chơi rất là chất lượng. Một nốt nho nhỏ cuối cùng đó là khi mà còn trẻ thì hãy cứ chụp ảnh hết mình tự sướng và lưu giữ kỷ niệm hết mình nha. Mình thấy cũng khá tiếc vì mình không có lưu giữ nhiều ảnh kỷ niệm, vậy nên bạn nào mà từng chung khóa học hay là cùng chung trường với mình mà biết tới mình qua kênh YouTube này thì mọi người đừng ngại mà hãy chia sẻ với mình những bức ảnh thời còn trẻ của chúng mình qua những cái trang social mà mình để phía dưới nha. Đó cũng là lý do vì sao mình quyết định lập nên kênh YouTube này. Một thời điểm rất là dài mình sống rất là lặng lẽ, kín tiếng bởi vì mình sợ người lạ, người ta nhìn thấy mình hoặc là những cái người ngày xưa kiểu không có ý đồ tốt với mình, họ biết được mình đang làm gì ở đâu. Nhưng mà khi lớn hẳn thì tâm trí của mình không có bị ảnh hưởng bởi những cái lời ăn tiếng nói bởi những cái người lạ người ngoài nữa. Ngoài việc lưu giữ kỷ niệm, mình hiểu những cái điều mình đang chia sẻ trong cuộc sống của mình như này thì ít nhiều sẽ có ích cho một đôi bạn nào đó, và chỉ cần như vậy thôi đã là cái giá trị mình cảm thấy rất là hài lòng để có thể bring to the table rồi. Vậy nên nếu như bạn muốn thử một điều gì đó như là lập kênh social để chia sẻ giá trị cá nhân mà sợ người ngoài đàm tiếu thì tin mình đi. Trái đất này rộng lắm và ai cũng có vấn đề riêng của họ cả. Và ngoài ra với YouTube ấy thì nó sẽ hướng tới đúng cái đối tượng nhất có thể, và trong trường hợp ai đó không thích cái vibe của bạn hay là nó không phù hợp hay làm sao thì họ luôn có quyền lựa chọn không follow. Tuần này mình quyết định làm content này để chia sẻ cho các bạn trẻ đi sau. Và tuần sau thì mình sẽ có một video 24 giờ làm đẹp Việt Nam sau khi mình tính toán chi phí quyết định bay về Việt Nam trong đêm. Hãy đón xem và xem các bạn có đoán được mình đã thay đổi thẩm mỹ những gì nha. Nếu bạn lần đầu tới kênh của mình thì rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem tới cuối video này. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì hãy xem các video trước của mình tại đây nha. Cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người.